Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về hải cẩu thận, vị thuốc quý trong phương thuốc chủng tử đan. Hải cẩu thận hay còn gọi là thận hải cẩu đấy, tức là thận chó bể. Tên tiếng Anh là Sea Dog Kidney. Tên tiếng Pháp là Reine de Chien de Mer. Còn tên tiếng Nga là Pochki Morskava Volka. Còn tên tiếng Trung là Hai Gao Shen. Còn tên tiếng Nhật là Umi Inuno Jinso. Hải cẩu sống quần thể ở trên biển. Hình của nó giống chó, có râu mép. Tứ chi làm thành dạng như bơi chèo, đuôi ngắn nhỏ, thích bơi ở trên băng. Cơ thể dài tới 3,8 mét. Đây, xin giới thiệu với quý vị, con hải cẩu đây. Đó, nó trông giống như là con chó à, nhưng mà nó thích đang bơi ở trên băng, và tay chân của nó thì giống như cái bơi chèo đấy. Con cái thì thấp và ngắn bằng một phần nửa con đực, và chi sau của nó thì có khả năng cử động, cổ dài, thân phủ lông và đa thê. Một con đực có thể sống với 30 cho đến 80 con cái. Đấy, con đực nó khỏe như vậy. Và nó sống tới 15 cho đến 18 năm. Phân bố chủ yếu ở miền lạnh Bắc Cực và Nam Cực. Hải cẩu thận là tên gọi chung của dương vật và tinh hoàn của hải cẩu. Vị mặn, tính rất nóng, vào kinh thận. Về thành phần hoạt chất, hải cẩu thận có thể các chất thuộc nhóm androsterol, protein và lipid. Công dụng của nó là ôn thận, tráng dương, ích tinh, và chủ trị là để trị liệt dương, tinh lạnh, dễ di tinh, mộng tinh, yếu mỏi thắt lưng, gối lạnh, đau ê ẩm, thận dương suy nhược. Hải cẩu thận hưng phấn dương mạnh, chữa được liệt dương, hoặc dương vật có lên nhưng không cứng, hoặc có cứng nhưng không được lâu, hạ bộ hư hàn. Sau đây là những cổ phương của Trung Hoa. Theo đông y, trên lâm sàng thường gặp các thể sau đây. Thứ nhất là tinh suy. Triệu chứng là lưng, đùi, tê, mỏi. Tinh thần mỏi mệt, yếu sức, tinh dịch loãng, không thiết tha về sinh lý. Tinh trùng ít, do thận hư, tủy yếu. Thì đó là Trung Hoa có cái bài thuốc là Nam Tử Bất Dục Phương, gồm Thọ Tí Tử, Ngũ Vị, Phúc Bồn Tử, Sa Tiền, Kỳ Tử, Sa Uyển Tử, Hoàng Tinh, Tăng Phiêu Tiêu, Lộc Giác, Nữ Trinh Tử, Tử Hà Sa, Hà Thủ Ô, Quy Đầu,
nhục thung dung. Thì với từng cơ địa thì có gia giảm thêm, chẳng hạn như âm hư thì gia thêm sinh địa, hoàng bá, trì mẫu. Nếu mà dương hư thì gia thêm tiên mao, phỉ tử, nhục quế, vân vân. Đấy là nhiệm vụ của các bác sĩ đông y như tôi. Còn thể thứ hai là dương hư, không có con, dương nuôi, tảo tiết, hoặc số lượng tinh trùng quá ít, hoặc số tinh trùng hoạt động không nhiều, hoặc tinh trùng dị dạng, tinh suy dương yếu. Thì dùng bài lý thị dục tư thang, cũng gồm tiên mao, thỏ tí tử, thục địa, ngũ vị, đông quy tử, phúc bồn tử, dâm dương hoắc, hà thủ ô, ba kích, lộc giác, phụ tử, nhục thung dung. Còn loại bệnh thứ ba là vô tinh, là không có tinh trùng đấy, thì phải bổ thận trợ dương, sinh tinh ích tủy. Thì bài chủng tử đan là cái bài mà tôi đã giới thiệu đấy, là dùng cho trường hợp này, trường hợp nặng nhất đấy là chủng tử đan. Thì gồm có các vị như là, thứ nhất là hải long, hai là dương thận, thứ ba là hải cẩu thận, thứ tư dâm dương hoắc, thứ năm ba kích, thứ sáu là kỳ tử, thứ bảy là lộc nhung, thứ tám là nhục thung dung, thứ chín là thai bàn, thứ mười là tiên mao, thứ mười một là hồ lô ba. Những trường hợp thai bàn thì như ta đã nói đấy, là hiện nay về đông y không được phép sử dụng, nhà nước đã quy định như vậy. Còn bài thứ tư, dương hư ứ trệ, thì dương hư tinh yếu, sắc mặt đen sạm, chất lưỡi tía tối, do tinh huyết của thận nguyên dương bất túc ứ trệ. Thì dùng bài lư thị hoàn xuân khẩu phục dịch, thì gồm nhân sâm, dâm dương hoắc, kỳ tử, lộc nhung, hoa tam thất. Thể bệnh thứ năm là tỳ hư, đại tiện lỏng, ăn kém, do tỳ khí hư yếu, thận tinh kém, thì phải kiện tỳ bổ thận. Đấy, thì chúng ta dùng bài điền tinh chủng tử hoàn, gồm có hoàng kỳ, thục địa, bạch chuột, nhục thung dung, tiên mao, ba kích, phỉ thái tử, kỳ tử, lộc giác giao, mưu tất, cam thảo, bạch sâm, hoài sơn, phá cố chỉ, tiên linh tỳ, hồ lô ba, xuyên thủ nhục, cẩu tích, tục đoạn, đỗ trọng và sa nhân. Còn trường hợp bệnh thứ sáu là thấp nhiệt, do phòng lao quá độ hoặc có tiền sử tổn thương bộ phận sinh dục, do đó không sinh con được, hoặc là hay phát sốt về chiều, tâm phiền, khát nước, tiểu tiện vàng, đại tiện táo, lưng đùi tê mỏi, đổ mồ hôi trộm, lưỡi rêu vàng nhớt, hoặc tinh dịch không biến hóa, do can thận âm hư thấp nhiệt, thì dùng bài bất dục cơ bản phương. Và trường hợp thứ bảy là bài là tỳ phế khí hư, vô sinh, dễ bị cảm, tắc mũi, họng đau, đại tiện nhão, hoặc ăn uống không giữ gìn, nóng lạnh là bị ở lòng ngay, nôn mửa, buồn nôn, chướng bụng, đau bụng, hoặc váng đầu, tự ra mồ hôi, sắc mặt kém tươi,
mạch tế nhược, lưỡi nhạt rêu trắng, cạnh lưỡi có vết răng. Thì dùng bài bất dục cơ bản phương số 2. Rồi bài thuốc chữa di tinh liệt dương là thiên gia diệu phương. Thì về đông y nói là do âm dương lưỡng suy. Thì dùng bài gia vị ích tinh tráng dương hoàn. Mục đích là tư âm tráng dương ích thận. Thì đấy là về đông y thì rất nhiều bài như vậy. Thì tùy theo trường hợp cụ thể thì những lương y như chúng tôi sẽ gia giảm thêm và cho bệnh nhân uống. Nhưng riêng hôm nay chúng tôi muốn nói đến là một loại sản phẩm rất quý của Mỹ, hải cẩu thận đấy, có tên là Bonicin. Thì Bonicin là sản phẩm được nhập khẩu nguyên lọ từ Mỹ, là hàng chính hãng, được sản xuất tại nhà máy GNE International của Mỹ đấy, thuộc tập đoàn đa quốc gia Viva Nutraceuticals, tập đoàn sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng uy tín hàng đầu thế giới, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, tức là quản cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ. Thì đây giới thiệu luôn cái bằng của cái tiêu chuẩn chứng minh là có được đạt được tiêu chuẩn GMP của Mỹ. Cái sản phẩm này là hiện nay tôi đang cũng là đang giúp cho bà con là mua giúp đấy. Đấy, chứng nhận GMP của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đấy, và được Trung tâm Hợp tác về An toàn Thực phẩm và Nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cung cấp, là có cái bằng vừa đấy, NASF International. Thì ở Mỹ người ta dùng công nghệ micro freezer, là công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới, giúp loại bỏ được nguồn ô nhiễm, sản phẩm ổn định, hạn sử dụng kéo dài và khả năng hấp thu có thể lên tới 100%. Đồng thời Mỹ là thị trường kiểm duyệt thực phẩm chức năng rất gắt gao, nghiêm ngặt. Sản phẩm được đảm bảo chất lượng tuyệt đối mới được đưa ra thị trường và nhập xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đây tôi giới thiệu là cái sản phẩm Bonicin của Mỹ đây. Đây là hải cẩu thận. Nhập của Mỹ. Đó. Đây là sản phẩm Bonicin của Mỹ. Đây là hải cẩu thận. Thì sản phẩm này là kết hợp từ thành phần động vật như tinh hoàn của hải cẩu này, rồi có con hàu này, rồi sữa ong chúa này, cùng rất nhiều các thảo dược. Chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể ở phần sau. Giúp tăng cường sinh lực cho phái mạnh, vừa giúp giảm tiểu đêm, co nhỏ kích thước tiền liệt tuyến. Thì đây là sản phẩm này cũng giống như là sản phẩm hôm qua tôi giới thiệu là
cao vị nhân của Việt Nam đấy là chữa được tiền liệt tuyến, thì tôi đã sử dụng, cụ thể bản thân tôi kinh nghiệm đã sử dụng cả hai loại này, cả bonicin lẫn là cao vị nhân. Thì sau đây tôi xin hé lộ một chút bí mật riêng tư của tôi. Sau 2 tuần sử dụng, sức khỏe của tôi đã thay đổi rõ rệt, người khỏe hẳn ra, ăn uống ngon miệng, ngủ sâu giấc, đỡ hẳn tình trạng đau vùng thắt lưng, tê mỏi chân tay, và tự dưng lại thấy có ham muốn, mặc dù là chưa được như mong đợi, nhưng đó là tín hiệu mừng để tôi kiên trì dùng liên tục. Sau 3 tuần, da rẻ hồng hào trở lại, sức khỏe tăng lên hẳn. Tôi có thể chơi liền tù tỉ 3 set cầu lông. Ông bạn chơi cầu lông cùng tôi đấy cũng phải ngạc nhiên. Ông ấy thì đã mệt lắm rồi, ngồi thở phì phò. Trong khi đó, tôi vẫn còn sung sức, còn định rủ ông chơi thêm mấy set nữa. Tiếp tục dùng được 1 tháng thì tôi thấy các khối cơ săn chắc lại hơn, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, nói riêng với các bạn thôi nhé, chuyện vợ chồng vô cùng sung mãn, đều đặn mỗi tuần ít nhất cũng phải 1 lần. Gặp nhau xong thì cảm giác sung sướng lắm, chứ không như trước đây. Cả ngày bà vợ cứ nhìn tôi là lại cười, vẻ ngượng ngùng, rất đáng yêu. Chính nhờ Bonicil của Mỹ đấy mà cả hai vợ chồng tôi cứ như trẻ lại cả chục tuổi thanh xuân ấy. Phải nói là mừng quá là mừng các bạn ạ. Khả năng sinh lý của nam giới, chúng ta biết đấy, được quyết định bởi hormone sinh dục nam, testosterone. Theo thời gian, hormone testosterone này đấy sẽ suy giảm nhiều. Điều đó không thể chống nổi, không thể chữa được. Theo thời gian, nhất là ở độ tuổi là ở 8 tuổi 80 của tôi. Nhưng mà uống Bonicin một liệu trình từ 2 đến 4 tháng và liều dùng là 4 viên mỗi ngày, thì tự nhiên là sinh lý được ổn định, bởi hormone testosterone được tiết ra đầy đủ, không chỉ giúp chúng ta cải thiện sinh lý mà còn tốt cho chức năng thận của chúng ta nữa. Cho nên là tôi kết hợp cả với cao vị nhân thì là đã chữa luôn được cả cái tiền liệt tuyến. Nhưng mà Bonicin có tác dụng phụ gì không? Về câu hỏi này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì Bonicin có thành phần hoàn toàn từ thảo dược, động vật và nguyên tố vi lượng. Chẳng hạn như là vitamin C, vitamin E, vitamin B3, vitamin B6, kẽm, chiết xuất guarana, rồi xuất phát từ động vật là tinh hoàn của con hải cẩu, seal organ dry powder, rồi có sản phẩm thực phẩm nữa là dược phẩm nữa là cây cọ lùn, mà tiếng Anh ở Mỹ người ta dùng đấy là saw palmetto powder, rồi lòng trắng trứng, egg white powder, rồi con hàu, oyster extra powder, rồi chiết xuất muira quang ma, rồi sữa ong chúa, rồi chiết xuất damiana,
powder, this is boron, dễ cây sarsaparilla, cái thành phần của cái hài cầu thận. Cái lọ đó là nó có nhiều thứ như vậy. Bởi vậy mà Bonicin rất an toàn, không có tác dụng phụ gì, yên tâm dùng lâu dài. Đồng thời nhờ những thành phần đặc biệt và hiếm có nên Bonicin có những công dụng sau đây. Thứ nhất là giúp bổ thận, tăng cường sức khỏe, cải thiện sinh lý nam. Thứ hai, hỗ trợ trong các trường hợp nam giới sinh lý yếu, di tinh, liệt dương. Bonicin còn được các chuyên gia đánh giá cao khi vinh dự được nhận cúp và giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2017. Đây là giải thưởng thường niên do Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Mỹ trao tặng. Cách sử dụng, liều dùng sản phẩm Bonicin. Để sản phẩm Bonicin phát huy được hiệu quả cao nhất, người bệnh nên tuân thủ đúng liều lượng, liệu trình cụ thể như sau. Ngày uống 4 viên chia làm 2 lần, sáng và tối uống sau ăn, mỗi lần 2 viên. Thông thường hiệu quả sẽ thấy sau khoảng từ 15 đến 30 ngày sử dụng. Đối với nam giới, bước sang độ tuổi mãn dục nam, tức là những người đã bắt đầu già rồi đấy, thì nên sử dụng Bonicin liên tục hoặc nhắc lại thành từng đợt để ổn định tác dụng. Hôm nay xin giới thiệu quý vị vị thuốc hải cẩu thận, một vị thuốc quý trong cái phương thuốc trùng tử đan. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.